Xin chào bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh để bánh răng mà gây nên hiện tượng mà khi mà chúng ta scan nó gây kẹt giấy nhưng photo lại chạy được bình thường. Nguyên nhân nó chỉ có một cái bánh răng nó đang bị kiểu như gần như là sắt cốt ấy. Cái dầu mỡ cũ của nó bị khô nên nó gây nên cái hiện tượng nặng tải. Thì tháo cái bánh răng đấy là bánh răng nào? Bánh răng nó sẽ nằm ở tận trong khu vực này nhé, bên trong lòng này. Thì bây giờ chúng ta cần tháo bộ motor ấy ra này, xong rồi chúng ta tháo nó ra. Mình sẽ hướng dẫn. Dụng cụ các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô vít nhỏ, một tô vít dài, một cái kìm, có thể lấy thêm một cái zip này để cho khi chúng ta gài cái bánh răng vào cái dây cu loa này dễ. Và quan trọng là một cái lọ dầu máy khâu. Dầu máy khâu các bạn có thể ra các cửa hàng đồ sắt ấy, người ta hay bán đó. Một cái dây lịt để chúng ta giữ cái tăng dây cu loa này. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Rút cái dây motor ra này. Cái bộ motor này nó sẽ có 3 con ốc. Và một con ốc bắt vào cái khung này nữa là 4 con. Tháo nó ra. Chúng ta nhấc được cái bộ motor này ra ngoài. Cái phần trên nắp này thì các bạn không cần tháo nhé, vì đây máy mình đang tháo vệ sinh. Chúng ta tháo 2 con ốc ở đây ra. Nhấc cái miếng sắt này ra ngoài. Đây mình sẽ quay cho các bạn cái bánh răng này nhé. Vậy nó là bánh răng nào? Nó là cái bánh răng này. Tháo này ra các bạn dễ nhìn. Đây, cái bánh răng này nhá. Để tháo được bánh răng này ra, chúng ta tháo được bánh răng nhỏ này ra này. Cái xe nhỏ nhỏ này nhé, bạn tháo nó ra. Rồi, tiếp tục một cái xe bằng sắt ở đây. Còn cậy ra thì lấy ngón tay giữ nó lại, nó bay mất. Đây.
Cái này nó sẽ gắn vào cái dây cu loa ở đây. Thì cái dây cu loa bản thân nó đang bị căng. Tháo cái lò xo này ra này. Tháo lò xo này ra nhá. Đó. Sử dụng cái dây lụt này kéo nó lên. Mọc kéo nó lên để cho nó trùng cái dây cu loa ra. Nó rút cái bánh răng ra. Các bạn vệ sinh sạch cho mình cái lòng này. Vệ sinh sạch cho mình cái lòng bánh răng này nhé. Sử dụng giấy này cũng được. Vệ sinh sạch cái lòng này và cái trục. Cái trục của mình răng này lắp vào. Nếu mà nó bị han thì các bạn phải đánh nhẵn nó đi nhé. Đánh bằng giấy giáp mịn. Nó keo thì cũng lau sạch sẽ. Sau khi lau xong thì nó sử dụng cái dầu máy khâu tra trực tiếp cái trục, có thể bôi thêm một ít đệm nữa. Nó lắp vào rồi, lắp vào thì các bạn luồn cái dây làm sao cho nó vào cái xăng của bánh răng là được. Nên sử dụng cái zip này là dễ làm. Thế là nó vào rồi. Tháo cái dây này ra. Kéo cái lò xo lên. Bắt chặt con ốc này lại. Lúc nãy con ốc của mình nó lỏng nên là nó tự nó kéo lên. Thì các bạn là lúc đầu tiên bạn phải tháo con ốc nới ra nhé. Thì cái này nó mới kéo lên được. Bắt chốt vào rồi. Mình đã lắp cái bánh răng này vào.
Cái bánh răng này nó có cái rãnh này để luồn cái chốt ở đây nhé. Các bạn để đúng chiều nó và lắp vào. Đài lại cái chốt nhỏ. Lắp lại mình sắp. Chúng ta lắp lại con motor vào thôi. Sorry, quên chưa lắp cái này rồi. Đồng trả cái dây ADS về vị trí của nó lắm. Ta bắt ốc lại. Cắm lại dây điện. Có bác chia sẻ là vệ sinh cái bánh răng này nó cũng một phần nhé, các bạn có thể vệ sinh thêm. À, như vậy là đã xong rồi các bạn test thử nhé, chúc các bác thành công.